Anh em, đây là cái hũ mẻ mọi khi này. Đấy thì mình rửa ráy sạch sẽ rồi, sau quá trình làm mẻ hơn 2 năm để đi câu thì mình mới làm ổ thính mới đấy, thì cái thùng thính mới đấy thì làm lại túi mẻ đây. Đây là mẻ vẫn còn sống này, mua ở tiệm tạp hóa bán đồ khô linh tinh đấy. Nếu mà thì về thì anh em gây mẻ rất chi là dễ, còn không có thì anh em tự có thể tự làm mẻ. Tự làm mẻ thì cũng rất dễ thôi. Anh em để một ít cơm nguội ra, xong rồi cái lúc đun cơm ấy thì anh em chắt lại cái nước cơm. Cái lúc nấu cơm anh em chắt nhiều nước cơm vào. Cho nhiều nước vào xong chắt khoảng một bát nước cơm ra, anh em đổ thế là nó thành mẻ thế thôi. Đây, còn mình thì lười. Mình mua mẻ gây sẵn đây. Đó, 20.000. 20.000 được có một túi này thôi. Bán này. Nhà này nó bán nó khá đắt nhưng mà mẻ nó ngon. Đó, cực kỳ đơn giản đúng không anh em? Cái phương pháp này là đơn giản nhất này. Đó thì cơm nguội đây, anh em cho cơm nguội vào thôi. Cơm nguội hoặc là anh em nấu cháo đặc cho vào. Cái gì có động đến muối, mì chính, anh em mắm anh em không được cho vào nhé, cho vào là mẹ nó chết. Đó. Là cứ khoảng 3-4 ngày lại cho một ít cơm nguội vào. Thế thôi, thế là anh em có hũ mẻ ngon rồi, đi câu thoải mái luôn. Đó. Bắt đầu một hũ mẻ mới anh em. Rồi, đậy lại thôi. Thế là gây một hũ mẻ mới anh em nhé, cái gì cũng mới luôn. Anh em thấy cái này có đơn giản không? Này, hướng dẫn làm mẻ mấy phút xong. Ô, cái nào cái nắp này đậy mãi chả được này. Tạm tạm đấy anh em. Ngon luôn này. Thôi, để thế nào ngấu là đi câu thôi. Ôi anh em nào có thắc mắc gì vấn đề làm mẻ thì cứ nhắn tin trên kênh ấy, mình sẽ trả lời anh em. Cực kỳ đơn giản. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Em. Anh em Thôi, thì cái cái gì là dọn dẹp. vẫn là cái video làm mẻ này, nhưng mà mình cái video hôm trước mình đã làm rồi nhưng mà mình chưa có ốp đi, thì tối hôm qua mình có nấu một nồi cháo đặc để làm. Đây hướng dẫn anh em thì làm cái cách này nó cực kỳ đơn giản mà nó nhanh, mẻ nó nhanh ngấu này. Cái mẻ này là cái mẻ hôm trước mình vừa quay video nha. Đó. Đây, mẹ hôm trước mua đây. Thì mình cho cơm vào nó đã ngấu như này rồi. Mới hôm nay nó mới có 2-3 ngày gì đấy thôi. Thì bây giờ cực kỳ đơn giản thôi. Hôm qua mình nấu một nồi cháo rồi. Thì bây giờ mình sẽ hớt cái cơm ở trên này nó chưa ngấu, mình cho đi, mình bỏ ra ngoài. Sau đấy thì mình đổ cháo vào, mình cho cái cơm này lên trên. Thì cháo nó ngấu rất chi nhanh, thì anh em rất nhanh để có mồi đi câu. Mình nấu một nồi cháo đặc nha anh em nhé. Qua cho một bát gạo vào. Bát gạo đầy nấu được một nồi cháo này to này. Đó. Nhão nhuyễn nhuyễn. Mình xúc cái cơm hôm trước nó chưa ngấu ra.
cái mẻ này ăn được nhá. Tại vì mình hôm trước mình mua đến mẻ ăn thì về cơm nguội làm cũng cơm nguội đấy, là cơm cơm sạch chứ không phải là cơm lẫn đồ linh tinh bẩn nhá. Đấy, bây giờ cháo đây cho vào thôi. Thế là khi mà cái hũ mẻ này ngon thì cái thùng thính cũng ok, thế là đi câu thoải mái luôn anh em. Anh em thấy nó có một hũ mẻ to vật vã rồi, cực kỳ đơn giản, hiệu quả, nấu nấu cháo này là hiệu quả nhất rồi anh em này. Ok ơi.